Ngày 14 tháng 11, Ban An toàn giao thông, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo công bố kết quả nghiên cứu đánh giá dự án sáng kiến an toàn giao thông đường bộ toàn cầu BIGRF. Tại hội thảo, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong thời gian qua, đơn vị liên tục ra quân xử lý các vi phạm giao thông về tốc độ, nồng độ cồn, không đội nón bảo hiểm, nhằm đảm bảo trật tự giao thông, giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên, cảnh sát giao thông gặp nhiều khó khăn do các loại trang thiết bị đo nồng độ cồn, bắn tốc độ vẫn còn thiếu, dẫn đến quá trình xử lý kéo dài, hiệu quả xử lý chưa đạt như mong muốn. Trong khi đó, nhiều người dân vẫn tiếp tục vi phạm, thậm chí còn chống đối lực lượng cảnh sát giao thông. Để tăng cường hiệu quả xử lý, Phòng Cảnh sát Giao thông đề xuất trang bị thêm cho cảnh sát giao thông mỗi quận, huyện 2 máy đo nồng độ cồn. Đồng thời trang bị cho Phòng Cảnh sát Giao thông 3 máy đo tốc độ LiDAR CLGVS, thiết bị đo tốc độ ghi hình ngày và đêm bằng công nghệ laser. Tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, cho hay Ban An toàn Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa bàn giao cho Phòng Cảnh sát Giao thông 10 máy đo nồng độ cồn thế hệ mới, ứng dụng công nghệ cao. Các máy đo này hoạt động cho ra kết quả nhanh chóng, chính xác mà không cần dùng đến ống thổi. Theo ông Tường, việc trang bị máy móc, thiết bị công nghệ cao phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông là cần thiết. Trong năm 2020, các đơn vị sẽ đề xuất trang bị cho cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh các thiết bị tân tiến nhất như máy bắn tốc độ laser có khả năng ghi hình cả ngày và đêm. Đây là một loại máy đo tốc độ sử dụng trong thể thao có tính chính xác cao, cảnh sát giao thông dễ dàng ghi hình và đối chứng với người vi phạm bất cứ lúc nào. Dự án sáng kiến an toàn giao thông đường bộ toàn cầu BIGRF do quỹ Bloomberg tài trợ, thực hiện trong giai đoạn 2015-2019. Theo đó, dự án này sẽ tiến hành các cuộc khảo sát về giao thông đường bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh và 9 thành phố khác trên thế giới. Các đơn vị khảo sát tiến hành quan sát, thực hiện các bài kiểm tra về tỷ lệ người vi phạm nồng độ cồn, tỷ lệ sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách, tỷ lệ vượt quá tốc độ quy định. Căn cứ vào các số liệu đã khảo sát từ năm 2015 đến nay, BIGRF sẽ có phương án hỗ trợ máy móc, thiết bị cho lực lượng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý hiệu quả các vi phạm giao thông.